BBTV. Ai mua kẹo dẻo đây? Kẹo dẻo nào? Hành trình về lưu ký bắt đầu. Ôi trời ơi. Ôi, làm đi lại. Nào, chuẩn bị nào. Đi. Ôi. Ai mua kẹo dẻo đây? Kẹo dẻo nào? Ê, kẹo kìa. Cô bán kẹo. Ở đây nha. Để anh đi ra mua kẹo cái. Cô ơi, chào cháu, cháu mua kẹo à? Dạ, bữa nay cô bán nhiều kẹo quá. Đấy, nhiều màu lắm đây này. Cái này bán sao vậy cô? 1.000 một cây cháu ạ. Đây, cái này cháu được ăn thử này, cháu ăn thử đi. Để, cháu ăn thử cái nha. Ngon không? Ngon lắm cô à. Thế mua ủng hộ cô nhiều nhiều nhá. Dạ. Cháu lấy mấy cây? Thôi cháu lấy 3 cây đi. 3 cây à? Thế cháu chọn đi. Cháu lấy 3 cây ngoài nha. Đỏ nào, xanh đỏ tím vàng. Rồi, 2 cây này. Và xanh nào. Lấy luôn nguyên một cây vàng đi luôn. Rồi, 3 cây của cháu là 3.000. Dạ. Đây, cháu có 5.000 nè cô. 5.000 cháu đưa cô 5.000 nhá. Dạ. Của cháu hết 3.000, bây giờ cô sẽ trả lại 2.000. Đấy. Dạ. Ngon thì lần sau lại ủng hộ cô tiếp nhá. Dạ. Cô đi bán tiếp đây. Dạ, chào cô à. Chào cháu. Kẹo ngon nha. Vào chơi với mèn tiếp. Ai kẹo dẻo nào? Cháu chào cô ạ. Cô chào cháu. Cô bán kẹo à? Cô bán kẹo, cháu mua không? Bao nhiêu tiền một cây hả cô? 1.000 một cây thôi. Rẻ quá. Đây, cho cháu ăn thử đây. Cháu ăn thử đi. Được ăn thử hả cô? Được ăn thử. Ngon không? Ngon quá cô ạ. Ngon thì mua cho cô nhá. Đây này, cái chỗ này là thử đấy, cháu cứ ăn đi, cô không tính tiền đâu. Thôi cháu ăn một cây thôi ạ. Đây cháu mua mấy cây? Cô cho cháu 8 cây. 8 cây à, cháu chọn đi. Cái kẹo trái tim. À, hấp. Nhiều cây này lắm. Nữa 3 cây. 4 cây. Cho cháu cây màu xanh. 5 cây. À đây này, cây này là đặc biệt đấy nhá. Kẹo gì đấy hả cô? Kẹo cầu vồng đấy cháu ạ. Mấy cây rồi nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn 2 cây nữa. Cháu chọn đi. Cho cháu cây này. 7 này. 7 cây. À, cây này nữa. 8 cây. Cây của cháu là hết 8.000. Vâng ạ. Cháu gửi cô. Rồi cô xin nhá. Vâng ạ. Cháu đưa cho cô 10.000 này. Là cô sẽ phải trả lại cho cháu 2.000. Ơ, còn có tiền trả lại nữa hả cô? Tất nhiên rồi, bởi vì cháu mua của cô có 8 cây là hết có 8.000 thôi. Vâng ạ. Cháu đưa 10.000 là cô phải trả lại 2.000. Cháu xin cô ạ. Ngon, lần sau lại ủng hộ cô nhá. Vâng. Cháu chúc cô đắt khách nhá. Cảm ơn cháu nhá, khéo miệng quá cô. Khuyến mại cho một cây này. Cháu xin ạ. Cô chào cháu nhá, cô đi bán hàng tiếp đây. Vâng. Cô bán hàng tốt bụng quá. Nào xem cái kẹo này. Hay quá. Ngon rồi chứ. Nhiều kẹo này mang về cho em gái nữa mới được. Hôm nay đắt khách quá, còn mỗi 2 cây. Giá mà hôm nào bán cũng hết hàng như thế này. 2 cây này á, chắc đi sang giao một tí nữa là có người mua ấy mà. Bán xong là về luôn cho sớm. Ai mua kẹo nào? Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.